Trời ơi, có tiền tôi không ăn được nữa mà. Mà sáng đi học vội, đói quá. Đói à? Đói gì ăn cả. Mày nay quên mang ba lô, chả cầm được cái gì ăn. Tiền tiền. Ôi, cậu cho tớ. Nay cậu đói phải không? Hay cậu đói phải không? Mình đã bảo ở nhà mình có đầy hũ ba đây rồi. Thế mà phải xin một miếng không cho. Nên hôm nay mình sẽ quyết định làm một chiếc kẹo bằng hũ ba. Hai cuộn. Ba cuộn. Không biết bốn cuộn đủ chưa? Mình còn thừa đầy năm cuộn. À nhập bốn cuộn. Đuối nhỉ? Hôm nay quên đi học lại không cầm hũ ba đi ấy. Đói thế. Thằng đến đâu đến nhỉ? Không có gì ăn không? Ai gọi gì Hằng đấy? Có Hằng đây. Hằng hôm nay cậu có gì ăn không? Tớ đuối lắm. Hóa hết cả mắt rồi này. Hôm nay cậu đói à? Tớ cầm hư ba học đâu đuối lắm. Thì đồ ăn cậu đâu hết rồi. Tớ đừng để quên ở nhà, sáng vội đi học quá. Hư ba thì hôm nay tớ thành không cầm. Tớ chỉ cầm mỗi hư ba khổng lồ thôi. Ui sao to vậy tớ ơi. Ba khổng lồ mà cũng to. Tớ khán miếng thì tớ thèm lắm rồi. Đi tớ ăn mây. Ngửi thì sao ngửi ta. Tớ ăn miếng. Đi tớ ăn một miếng. Thế hôm qua tớ xin một miếng cậu có cho không? Thế hôm qua cũng tớ còn đúng một miếng rồi. Mà tớ còn đúng một miếng tí. Đúng một tớ ăn hết. Tớ nay cậu thử đống này. Cậu nhai nhồm nhòa quả hàm một cuộn liền. Thế mà cậu còn ăn hết. Đi không lẽ tớ miếng nào? Một miếng đấy chỉ là vừa mồm tớ thôi. Thì còn cậu to này đi ăn đi. Kẹo hôm nay tớ mất bao nhiêu công tớ làm ơi. Bao nhiêu cuộn hôm ba mới được một cái kẹo khổng lồ đấy. Cậu tưởng à. Ui tớ ăn đi, tớ nhìn như thế thì đã thèm rồi. Được rồi, cho cậu miếng à. Có gì phải chia cho tớ ăn với ấy nhá. Tớ nhất định nó cho tớ ăn. Cậu ơi, lúc nào có gì cũng ăn của mình ấy. À thôi, tớ chỉ đem đi khoe thôi, tớ đi về đây. Cậu đi mà học. Sao cậu ngồi ăn nhất biết cậu ngồi ăn biết đỡ. Không, mình chỉ cho cậu một miếng thôi.